Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là chiều ngày thứ sáu nha anh em. Em tiếp tục lên sóng vài món còn lại nữa ha. Anh em cần món nào thì cứ alo cho em nha. Số điện thoại để liên lạc là 0933 207 208 nha anh em. Và hãy nhớ đăng ký kênh. Rồi, đây, cái sườn 50 nè. Chưa quên báo giá ha. 1 triệu rưỡi, bao đẹp xuất sắc nha anh em. Đúng sườn săn cơ, không phải sườn FI nha. Anh em mua về sơn lại cũng được ha, bao đẹp. Rồi, một cái mu rùa. Đó, cái mu này hiện bán là 300, đầy đủ ốc nha. Không lỗi lầm gì hết, 300 ngàn. Đó, ốc green đẹp. Rồi một cái bi đông 86 còn rất là ok ha, nước sơn green. Cái này em bán cho anh em là 500 ngàn thôi. Đó, màu 116 nha. Màu này là màu quốc dân rồi, 500 ngàn nha, giá rẻ bèo luôn. Rồi ở đây có một cái đạp hắn cũng còn rất là đẹp ha, 400 ngàn, giá này cũng rẻ bèo luôn. Đạp hắn nè, gai còn green. Đó, đũa là ok nha, đũa còn si, không có bị đen. Mặt dưới là không có bị trầy nặng luôn, 400 ngàn thôi, giá này cũng rẻ bèo luôn ha. Rồi ba cọng dây, dây ga nè, dây kéo e và cọng dây hắn nha, đờ hấp, đờ 81, 86, dây cái này thì nó bị rách nhưng mà vẫn xài tốt nha. Ba cọng này em bán cho anh em là 250 thôi, đó 250 ba cọng. Rồi một cặp nhanh trước của thằng Custom, đó cặp nhanh này em bán là 700 ngàn thôi. Đó, có mè nha anh em, giá này quá rẻ rồi. Ốc này còn rất là đẹp ha, đầy đủ 700 ngàn. Giá rẻ nha anh em, giá này không mua đợi giá nào nữa. Bên trong anh em thấy ốc thì là anh em biết là bên trong là bao nhiêu mới, bao bóng đèn zin cho anh em luôn, 700 ngàn thôi. Rồi, một cặp giò gà của hàng Custom 50. Đây, cái giò gà này thì xài gánh nha, cặp này em bán là 800 ngàn. Mới két luôn nha anh em, mới tinh luôn nè. Đó, 800 ngàn nha, xuất sắc nha. Chưa có qua rửa mà nó còn mới cái này thì anh em nghĩ đi, mình rửa ra nó sẽ mới cái nào. Cái này loại xài gánh nha, nếu mà anh em về mà xài cho hàng 81, 86 á, thì anh em mở cái này ra lấy cái cửa cũ để vô là xài thôi. Giá có 800 ngàn, quá rẻ ha. Mới, cực kỳ mới luôn. Khỏi cần vệ sinh luôn mà vẫn mới nha. Cái này thì về rửa ra một cái là bao nhiêu mới luôn nha anh em. 800 nha, dành cho Custom 50 loại xài gánh. Rồi đồng hồ 86 50 đó, bán giá xả hàng luôn 600 ngàn, quá rẻ ha. Bên dưới này như mới luôn, giá có 600, cực kỳ vip nha anh em, 600 ngàn thôi, bao hoạt động chuẩn nha, bao, nói chung là bao không lỗi cho anh em. Rồi một cái chống đứng nước sơn rin nè, đó mặt răng lò xo là 7 màu ha, chống đứng nước sơn rin đẹp luôn nè. Đó, cái này 500 ngàn, quá đẹp luôn nha anh em. Đó, anh em không mua thì đợi cái nào. Kiếm một cây chống đứng mà nước sơn riêng cỡ này mà rất là khó luôn, đa số bị xịt sơn đen hết, giá nằm xị thôi, quá rẻ ha. Đế nè, chưa có bị mòn lỗng gì hết, này thì vô xe cọp dư sức nha, 500 nha anh em. Rồi một bộ bốn món xài chung một chìa nè, chìa đợt hấp, cái này thì anh em xài 86 ok ha, còn cái tem zin luôn nè. Đó, nắp xăng nè, bốn món này em bán là 800 ha, này dính dơ nha anh em, về rửa ra nha, 800 ngàn nha, ổ phá là không lỗi lầm. Cái này anh em xài DD là ok luôn. Xài DD thì dư ra cái này ha, tại DD nó không có phá nón, đúng chìa rin nha, 800 ngàn. Rồi một cái đế đèn hậu tuyệt đẹp, đế này hiện bán là 400 ngàn, xuất sắc nha. Anh em thấy không, cái nước sơn bạc nè, rất là đẹp luôn ha. Bóng đèn rin, hai con ốc đen hôi, đế còn đen luôn, chưa có bị bạc màu. Đó, anh em thấy không, 400 ngàn nha, quá đẹp luôn. Đó, cái này bên trong nó sơn bạc, còn riêng thì mình mở đèn nó mới sáng được nha anh em, 400 ngàn. Rồi một cái hộp sơn nước sơn riêng tem riêng, không một lũng gì hết nha, em bán cho anh em là 800 ngàn. Anh em vô Custom, đó, 800 nha, mặt dưới nè, không có bị mục, không có bị lũng gì hết ha, không mấp méo gì luôn. Giá thì quá rẻ nha, 800 ngàn thôi nha, giá quá im, bị nám tí xíu bên trong ha, nhưng mà nằm ở dưới không sao, giá này quá rẻ rồi, 800 thôi. Được một cái hộp sên hay gì chứ anh em, lên xe rất là đẹp ha. Đó, nước sơn green mà. Rồi một cặp nhanh sau 86, cặp này em bán là 800 ngàn. Đó, Antimonsi nha, chụp green đẹp. Đó, chụp green nha. Đó, bóng đèn green, đế green nè. Đó, anh em mà gắn á, mà vô xe mà đi cài thì mua mấy cái này gắn vô nó cứng lắm, mình có bá nó cũng không có bể nổi đâu, tại vì cái này nó nguyên cái cây Antimon luôn. Còn mà cái loại nhựa si á, thì nó dễ bị gãy lắm và nó dễ bể ha. Còn cái này là bao luôn, 800 ngàn nha anh em, 86. Rồi ở đây em có một cái cặp đế nhanh sao nè, của thằng Custom nè. Cặp này em bán cho anh em giá tốt luôn anh, 5 xị. Đó, 5 xị là anh em được nè, bóng đèn riêng,
Để đi, dây điện là không có cắt nối nha, dây điện riêng 100%. Có mè nha, giá này là quá rẻ rồi. 500 ngàn mua về để cái chân vô là với cái chụp vô xài thôi. Đó. Đó, dây điện nè, không có cắt nối miếng nào luôn nha. 500 ngàn cặp này ha, giá im, quá im luôn. Cánh bướm rồi, bóng đèn riêng hết. Rồi một cái bình xăng con 90, cái bình này hiện bán là 1 triệu 8, quá đẹp luôn. Bình này bao garanti, bao ngọt cho anh em nha, nói chung là bao tất cả. Ốc ép là 7 màu hết nha. Đó, bình 90 nha anh em. Chưa qua vệ sinh nha, anh em về rửa ra cái là mới két rồi. Bên trong là 7 màu luôn nè, đó. 1 triệu 8. Rồi một đường dây điện của thằng Custom 50 nè, đầy đủ nè. Sạc chớp IC, đó, em bán là 1 triệu à. Đó, sạc nè. Dây điện nè, đó, mô pin sườn nè. Có luôn cái tẩu nè, đó. Đầy đủ hết nha, không có thiếu phụ kiện nha, 1 triệu thôi. Dây điện là mới tinh luôn, 1 triệu. Rồi ở đây có một cái niềng niềng Araja. Đó niềng này đắt 2.000 nha, niềng này niềng 1.2. Đó đắt 2.000, anh em vô xe 70 hoặc là 50 ok. Đó niềng này em bán là 700 ngàn thôi, Sirin xuất sắc 700. Niềng Araja thì nó không có giá bằng niềng Futaba nha nên. Cái này thì được cái bên trong nó cũng đẹp luôn nè. Đó, 700 ngàn thôi, anh em về vô xe 70. Đó, quá im ha. Rồi anh em cần cái món nào thì cứ alo cho em nha. Chào anh em.